tại sao không nên dùng cửa gỗ tự nhiên ngoài trời? Nguyên nhân thứ nhất là cửa gỗ không có khả năng chống chịu tốt trước thời tiết và mưa nắng khắc nghiệt. Sau một thời gian ngắn, cửa sẽ bị cong vân và biến dạng, khiến cửa rất khó đóng khít, khiến nước mưa dễ thẩm thấu qua các khe cửa, sau đó là vào nhà. Và nguyên nhân thứ hai á, các lớp sơn gỗ sẽ dần bị phai màu theo thời gian, tạo điều kiện tốt cho mối mọt này nhanh chóng thâm nhập vào các lớp gỗ bên trong, kèm theo đó là sự thẩm thấu của nước mưa. Và nguyên nhân thứ ba là thời tiết sẽ khiến màu sơn của các lớp gỗ ngoài trời bị xuống cấp nhanh, gây ảnh hưởng tới thẩm mỹ chung của mặt tiền ngôi nhà. Ở Việt Nam á, cũng có nhiều loại gỗ có thể dùng làm cửa ngoài trời được, nhưng giá thành rất là cao và rất là khó mà không dễ dàng để mua được cái gỗ thật. Thì để hạn chế những cái nhược điểm trên á, thì các hệ cửa đi ngoài trời á, thì nên đổi sang các chất liệu khác có khả năng chống chọi với thời tiết tốt, như là hệ cửa nhôm kính này, sắt hay là gỗ nhựa composite ngoài trời.